bán vé số kiểu bố đời, người đàn ông bị nữ nhân viên quán cà phê tung cước xử đẹp. Diễn biến sự việc nói trên và hành động mạnh mẽ đáp trả sự quấy rối của người đàn ông bán vé số được camera của quán cà phê ghi lại. Cụ thể, vào chiều ngày 28 tháng 3, một người đàn ông xuất hiện tại một quán cà phê mời khách mua vé số. Tuy nhiên, thái độ bán hàng của người này vô cùng bất lịch sự, bố đời như giật sổ tay trên tay một khách nữ. Tiếp theo, người này ung dung ngồi đọc với thái độ trêu ngươi và chỉ trả lại cuốn sổ khi có sự can thiệp của nhân viên quán. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông tiếp tục đến mời vị khách bàn bên với tư thế chống nạnh. Trước thái độ này, một nhân viên của quán đã tiến đến tung cước quật ngã người đàn ông để tránh sự sợ hãi cho khách tại quán. Hành động này ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã được dân tình hết lời tán thưởng. Động tác dứt khoát mạnh mẽ của nữ nhân viên khiến người trong quán ngỡ ngàng. Người đàn ông bán vé số sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Rất may cho hắn ta là nữ nhân viên chỉ cảnh cáo chứ không động tay động chân. Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội hiện vẫn đang được nhiều người chú ý. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.